đất nước nào? Nước gì á? 3, 2, 3 Vô. Không sẽ đẩy không à? Không sẽ đẩy không á? Tôi rất hân hạnh được tiếp đón sinh nhật của nam nghệ sĩ Châu Thanh. Chúng tôi xin thay mặt cho ban giám đốc của nhà hàng Ca Thay cùng toàn thể nhân viên và ban nhạc xin gửi đến anh Châu Thanh lời chúc tràn đầy sức khỏe, luôn luôn yêu đời, hạnh phúc và tiến mãi trên con đường công danh và sự nghiệp. Và sau đây xin hân hạnh được nhường lời lại cho anh Châu Thanh sẽ có đôi lời tâm sự cùng quý khán giả. Hôm nay Châu Thanh rất là vui mừng là trong ngày vui của mình về sinh nhật và được tất cả các bạn bè đến thật là nhiệt tình. Thân thương này Châu Thanh sẽ ghi nhớ mãi và Châu Thanh cũng không biết nói gì hơn là xin chúc cho tất cả các anh chị và các bạn được dồi dào sức khỏe, gia đình thì yên vui hạnh phúc, làm ăn thì được phát tài, tiền vô xấu xả nhưng ra thì đã thôi. Cũng chúc cho nhà hàng Ca Thay lúc nào cũng là quan khách đến thật đông và ai đến thì cũng rất là ăn ngon miệng và ra về cũng rất là vui vẻ, giúp rèn nón cặp tình yêu. Và hôm nay thì Châu Thanh lại vui mừng hơn nữa là gặp gỡ là những người bạn đồng nghiệp của mình. Đây là nhạc sĩ Trung Minh Châu, mà trong những cuốn băng Châu Thanh hát, trong những cuốn băng mà cũng mấy trăm cuốn gì đó là do nhạc sĩ này là sáng tác nhạc không. Và nhạc sĩ Trung Minh Châu là con ruột của Bác Bảy Bá, là sư phụ, là sư tổ của Châu Thanh trong nhiều cái lưu. Và đây là Quang, cũng là con của Bác Bảy. Và đây là Dũng, cũng là những người em trong nghệ thuật, cũng tất cả đều là những người anh em đồng nghiệp của Châu Thanh không. Và trong ngày vui hôm nay thì buổi tiệc rất là đơn sơ nhưng mà rất là thấm đậm tình cảm của những người anh, những người bạn, những người em đồng nghiệp. Thì Châu Thanh không có gì sơ sót, xin thông cảm ha. Và bây giờ Châu Thanh sẽ hát một bài thật vui để tặng cho tất cả anh chị em mình có mặt hôm nay. Châu Thanh không có chuyên gì ca nhạc lắm đâu, nhưng mà Châu Thanh không yêu mến tân nhạc lắm. Nên bây giờ Châu Thanh hát nhạc trước, rồi sau đó Châu Thanh sẽ mời Kiếm Đàn để chinh công khải quang. Và bài hát này được mang tên là Hát Lửa Tình Em. Dù ít nhưng mà chúng ta cũng không thể nào không vui. Châu Thanh mời tất cả 100 con em thật. Thank you.
Oh,
chúc, chờ chúc. Qua về có ghé anh Tính không? Có ghé anh Chúc mà về à. Chờ chúc anh em mình gặp. Chờ chúc quay. Thank you.
một bài ca tân cổ mang tên đề Mưa trên phố quê. Thank you.
sẽ mời tất cả các anh các bạn và một ca sĩ hải ngoại, dù ở nước ngoài nhưng mà bao giờ xuất hiện trên màn ảnh mình lắm. Tại vì cô ca sĩ này nói là ca sĩ không có nên nào có hát quá, chỉ hát mỗi khi tình cảm thôi, hát không cũng có tiền. Thì hôm nay trong một tình cảm thân thương của gia đình là một người bạn rất thân của Châu Thanh, là ca sĩ mà Châu Thanh vừa nói đó. Châu Thanh sẽ giới thiệu đến tất cả các anh các bạn cùng với lại các em tiếng hát của Tuyết. Xin chào tất cả các bạn, các em thân yêu. Em ơi.
chị ruột tôi đó. Ca hả? Thank you.
Thank you.
các chị đang và đang không muốn. Cả ngày mai lương đã nghĩ như là lời nghĩ. Yeah.
nước hè chờ đón người về.
già lũ đảng ta bán già là đồ ngu. Ở nhà cũng vậy á. Bây giờ chúng ta còn nghe, mình về về, nhưng mà trước khi đi đó, hai chú cháu mình cũng có lời kính chúc tất cả quý vị quan viên hai họ, ông bà, cô bác, anh chị và các bạn có mặt hôm nay. Lời chúc mừng vui vẻ. Bây giờ thì về về, chú cháu mình cùng đi nghe. Chú đi nghe theo. Hôm nay có mừng, mừng vui lắm chú ba ơi. Chú đi cùng mừng. Thâu nè. Rồi, chúng coi. Gì hơn là xin chúc cho gia đình của Tuyết, Cao, Hồng và tất cả bà con ở nơi đây cùng các bạn của Tuyết được trở lại Canada thật là vui vẻ, hạnh phúc, và tất cả cô bác ở tại quê hương được làm ăn thì phát tài.
sức khỏe dồi dào, gia đình yên vui hạnh phúc, làm ăn thì tiền vô xối xả nhưng ra rỉ rả thôi. Và để giúp vui trong chương trình văn nghệ hôm nay, Châu Thanh sẽ giới thiệu một tiếng hát Châu Thanh sẽ ca sao. Nhưng mà Châu Thanh sẽ giới thiệu em của Châu Thanh là Châu Trấn Nghiệp, cũng đang bước vào con đường nghệ thuật nối tiếp anh của mình. Hôm nay Châu Trấn Nghiệp sẽ gửi đến tất cả cô bác anh chị với một bài ca. Bài ca gì thì để em giới thiệu sau. Vậy xin tất cả cô bác dành một tràng pháo tay cho không khí buổi lễ hôm nay thật vui. Cùng với tiếng đàn của đệ nhất danh cầm Khải Hoàng và Hoàng Vũ cùng góp mặt trong chương trình hôm nay, một tràng pháo tay nữa cho không khí thật vui. Giới thiệu tự nhiên lên nghe rung quá. Hỏi chuyên nghiệp cảm thấy rung. Và để mở đầu chương trình hôm nay thì tiếng hát tôi cũng gửi tặng cho bà con cô bác ở quê hương xứ sở của chị Tiết, chị Hồng và anh Cao. Em gửi tặng hai cái dụng cụ đích giữ tuồng tô Ánh Nguyệt. Trước khi ca cho đàn vỗ tay cho đỡ rung bà con ơi. Và để liên tục
chương trình hôm nay thì cho Tướng Nghiệp gửi tặng bà con cô bác với một lớp giọng kim lan. Chứ đi ra trong đàn vỗ tay như nãy cũng còn rung. Hãy quay mặt lại đây, gương mặt đó có phải chăng cũng tuyệt trần như dòng ha. Gương mặt và giọng hát của người đã từng trao khúc hợp đồng từ nước ngoài về chứ không phải ở đây, không phải ca sĩ ở trong nước thôi nha, ca sĩ hải ngoại. Trước khi hát lại bố, tại vì bố ngày xưa ngày dỗ quá, Tuyết mong tất cả các anh nghệ sĩ về để hát chiếc chui. Châu Thanh giới thiệu là ca sĩ Bạch Tuyết, nhưng Bạch Tuyết này hải ngoại chứ không phải Bạch Tuyết trong nước mình. Một tràng pháo tay nữa cho thật vui bà con ơi. Dạ, con kính chào tất cả các chú bác, nhà anh chị, cô Bảy, nhà mấy chị em ở Rạch Bàn. Lâu lắm rồi, khoảng 25 năm con mới được hát tại quê hương một bài, để trước là tế trong linh ba con, sau là để tặng cho tất cả bà con. Thank you.
đời gó bùa. Mẹ tạo tần cực khổ nuôi con, nay con tới tuổi trưởng thành, mẹ cũng phải lo bề gia thất nhân duyên. Mẹ rất thông cảm cho nỗi lòng lo sợ phập phồng, bởi phận gái mười hai bến nước. Chừng trách cá nồi cơm, con cũng phải thật khéo léo từng đường kim mối chi. Làm dâu khổ lắm con ơi, vui chẳng dám cười mà buồn chẳng dám than. Và về cho có chỗ, vì một tiếng chào cao hơn cổ. Và phận gái tam tùng xuất giá tùng phu, được chồng yêu thương con đừng tự đắp kiêu căng. Chồng có tệ bạc con cũng đừng học theo thói văn nài mẹ ông, vì sách sử có câu: không chồng thì đi dọc về ngang, có chồng rồi con phải thẳng một đàn mà đi. Trót sanh ra làm phận nữ nhi, phải giữ làm sao khỏi tiếng thị phi, đừng có chê cười. Trong gia đạo phải kính nhường thuận thao, ngoài xóm giềng con lui tới viếng thăm. Bà con xa không bằng lối xóm gần, khi tối lửa tắt đèn nên giúp đỡ. Con đi chợ có miếng ngon vật lạ, phải tính toán làm sao cho vừa gia bên chồng. Trước có mẹ cha sao em chỉ nó lòng, mỹ vị cao lương mà cơm gây cánh mặn, sao bằng rau củ trong vườn mà ngon miệng vừa ăn. Mâm bàn dọn dẹp đã xong, then cài cửa đóng phải đề phòng kẻ gian. Nồi cơm trách cá lo thuân, chó treo mèo đẩy kéo mang dũng về. Thank you.
tôi một việc gì cũng để ý cho nó. Con phải cư xử làm sao cho trên thuận dưới hòa, để chị em được thương yêu nhau như ruột thịt. Hôm nay chúng nó còn nhỏ nhen ganh tì, đến ngày mai thì mẹ cha cũng gả bán cho người. Sách sử có câu: nhất nam giết hữu, thập nữ giết vô, và phận gái là nữ sanh ngoại tộc. Khi con còn bé thơ, con là con của mẹ, nhưng lớn khôn rồi con phải về làm dâu làm vợ cho người ta. Nếu con có lòng muốn trả hiếu mẹ cha, thì con phải ghi khắc những lời mẹ dạy, nhớ kỹ câu công ngôn dung hành và gìn câu tứ đức tam tùng. Nếu mai đây mẹ có nhắm mắt theo ông theo bà, thì mẹ cũng được ngắm cười nơi chính xuôi. Nay mai con đã theo chồng, mấy câu giáo huấn con đừng đơn sai. Nghe máy này nhỏ quá, quay rồi khó chịu khó. Được mang tên là Không Bao Giờ Quên Em, yêu hoài, yêu tới chết em ơi. Nếu lỡ chúng mình hai đứa xa nhau, đường vắng không ăn, hay em vội quên tình phụ.
nhây gừng mà quên cái chừng nào ráo giết làm đành cô liêm măng em hai đứa mình mới xa nhau. Tới ngoài bắt bắt cầm giang đi, ông mới kêu quân sĩ. Hãy bỏ bắt cái bây giờ lại cho bà. Không, không ai được quyền ngăn cách tình yêu chúng tôi. Cầm chân từ đây xa cách, có mong có ngày gặp lại. Đây muốn yêu cầu anh Thanh tặng riêng cho
bạn công an xã một bản. Tân tổ là anh Nước Út Thành với là bí thư xã, anh Dê là chủ tịch xã, người đang có một muốn bày em bài hát để tặng cho anh em ở xã này. Và để đáp lại sự yêu cầu của các anh, các chị và tất cả cô bác hôm nay, một lần nữa Châu Thanh sẽ hát một đoạn ngắn trong vở tuồng rất nổi tiếng, Vụ Án Mã Ngu. Quỳnh Đường, em ở đâu em? Quỳnh Đường, em ở đâu em? Em ơi, em cuộc sống em đã chết. Quỳnh Đường, em đừng đuổi em.
phim và bài hát thứ hai nhà sẽ gửi đến bài dân cụ, bài hát được mang tên Ơn Nghĩa Sinh Thành. Miêu tả hết tình thương của cha mẹ đã cho con sự sống an lành.
mời các cô, các chú, các anh chị và các bạn chúng ta thưởng thức đôi song ca Châu Liêm và Tăng Linh qua bài tân cũ Bài Hát Kinh Mang Tên Chợ Mới. Em ơi, em có biết không, hôm có lợn tổng phương
nghệ sĩ Châu Thanh á. Anh nói anh bây giờ là thượng sĩ, đánh hết thì làm cho đồng đội lâm dân cũng quý mến. Nghe nói chưa tròn có chiếc quái trò trên tay mẹ ngừng lại. Nhìn vào đôi mắt em mẹ sung sướng
chi nữa, cô không nói chi nữa. Tiếp em đã trao cho người yêu dấu. Nói chi nữa, cô không nói chi nữa. Anh nhiều hơi sao chỉ một câu. Nói chi nữa, cô không nói chi nữa. Em đã quyết không xa rời nhau.